Hello anh em, và trong video này chúng ta sẽ cùng nói về 8 đội hình mạnh nhất phiên bản 13.6 mùa 8.5 đấu trường chân lý. Sáng hôm nay thì đấu trường chân lý đã ra mắt mùa mới. Thì 8 cái đội hình này là những gì mà tôi rút ra được từ những cái trận mà sáng nay mình chơi được, cộng với cả 2 tuần mà tôi đã chơi ở PPE. Nếu bạn thích thì nhớ ấn like cũng như là đăng ký kênh. Còn nếu muốn chỉnh sửa hay bổ sung gì thì hãy comment ở phần bình luận phía dưới nhé. Đầu tiên thì phải nói đến đội hình TF song đấu. Hiện tại thì TF đang là một vị tướng chủ lực cực kỳ mạnh. Cộng thêm với việc nữa là song đấu mới được chỉnh sửa lại là cho ít tốc đánh đi ở mốc 6 và 8. Thêm vào đó là các bạn được cái giảm phần trăm sát thương, khiến cho song đấu cộng với cả Solari sẽ cực kỳ mạnh. Hơn thế nữa là lõi sống trâu của Fiora cũng được làm lại, tức là các bạn sẽ được hồi lại 25% máu tối đa sau khi đánh 10 đòn. Thế ra khi mà cái lớp giáp Solari này vừa hết thì cái lượng máu hồi đấy vào nó sẽ khiến cho cái đội hình này cực kỳ khỏe. Cơ bản thì các bạn sẽ khởi đầu giáp, gậy hoặc là cung, giữ máu với cả Solari và giao điểm giai đoạn đầu trận. Nếu bạn không thể giữ máu được thì có thể đánh chuỗi thua, tích tiền lên cấp 6 roll xong đấu. Bài này tốt nhất là các bạn có một ấn song đấu hoặc là trái tim song đấu, bởi vì 8 song đấu cực kỳ mạnh. Về các cái món đồ sau của TF thì không quá cần cuồng đao, bởi vì song đấu nó đã có tốc đánh rồi. Các bạn cần diệt bởi trong cái meta có đấu sĩ này, kiếm súng hoặc thêm găm bảo thạch, mũ, bàn tay vân vân đều được. Ngoài cái hướng đánh lên 9 như bình thường thì các bạn cũng có thể dồn nhiều đồ vào Vayne cho Vayne 3 sao carry phụ cùng TF. Đội hình thứ hai thì đó là TF Nico carry ma pháp sư. Cơ bản thì cái khung này nó không khác so với mùa trước, tức là 6 ma pháp sư. Chẳng qua là khác là hai con gánh đội chính của các bạn là TF với cả Nico. TF ở đây thì thiếu tốc đánh, không có song đấu nên các bạn sẽ cần cho nó cuồng đao, giao điện. Và Nico thì dễ hơn, bất cứ đồ đam nào, kể cả đồ mana như bùa xanh cũng có thể dùng được. Ở đây tôi chỉ để hai đồ cho mỗi carry, bởi vì các bạn cũng không thể quá kén chọn được khi các bạn đòi đủ đồ cho cả ba carry cơ. Nên cứ miễn là có đồ sát thương nào thì để vào TF với cả Nico là được. Tanh thì tất nhiên sẽ tanh vào Annie bởi vì nó là con ma pháp sư. Thêm đồ cho TF với Nico thì chẳng hạn có thể là găm bảo thạch rồi thêm diệt này. Bài này thì ưu tiên khởi đầu đai hoặc là gậy, bởi vì cái giáp lửa nó đang rất là quan trọng ấy. Lối đánh thì tương đối đơn giản, ưu tiên đánh giữ máu. Và nếu mà đánh chuỗi thua thì các bạn cố gắng hướng đến roll 6 hoặc 7, bởi vì ở cấp 6 thì rất dễ kiếm ma pháp sư, và cấp 7 thì bạn có thể kiếm được Nico và TF. Đội hình thứ ba là TF Nico ngưu binh. Thật ra thì cái đội hình này cũng giống như cái đội hình trước, tức là các bạn ưu tiên carry TF với cả Nico, dồn 3 đồ cho mỗi con. Tuy nhiên đây là cái trường hợp mà các bạn roll được cái dàn tanh ngưu binh ấy, tức là Annie rồi là Fiora, Alistar, Viego. Thì đội hình này vẫn rất mạnh bởi vì cái hệ nó kích hợp lý, hai hộ công, hai song đấu, hai tình nhân. Và trong một số trường hợp các bạn có thêm đồ đam cho Viego thì bài này cũng rất mạnh, trả thêm những căn đạo tặc vào đây cũng ngon này. Đồ tanh thì các bạn có thể chuyển dịch từ Annie sang Eco, bởi vì Eco 4 tiền và Annie thì nó cũng không có 6 ma pháp sư nhá. Lối đánh thì cũng giống y hệt, ưu tiên chuỗi thắng hoặc là roll ở 6 và 7 nếu các bạn đang đánh chuỗi thua. Đội hình tiếp theo là biệt đội vô cực Ezreal Carry. Đội hình này thì các bạn có thể khởi đầu đai, găng hoặc là cung. Đẹp nhất là các bạn có thể đánh chuỗi thắng với cái khung là Lucian, Sylvia, Pantheon, và khởi đầu với cộng 1 biệt đội vô cực từ trái tim hay là từ ấn, hoặc là các bạn có một xẻng. Thì chúng ta sẽ giữ máu lên cấp 8, kiếm được một Ezreal để Ezreal vào ô biệt đội vô cực. Từ đó nó phân ra hai con, và con thứ hai có 90% sát thương của con bản gốc. Các bạn để 3 đồ carry vào Ezreal như vô cực này, cung xanh, kiếm súng chẳng hạn. Thì hai con Ezreal cùng carry nó có sát thương từ 7 biệt đội vô cực nhá. Có thêm sát thương từ song trùng với cả Ezreal nhỏ này nhá. Thì khả năng dọn bàn và đép lên 9 của các bạn sẽ là cực kỳ cao. Ở đây cái ấn là ấn biệt đội vô cực nhá, nhưng mà hiện tại nó chưa có hình ấn các bạn, nên tôi để tạm. Đồ tanh thì các bạn để vào Shen, các cái đồ sát thương còn lại nếu được thì để vào TF. Đẹp nhất thì vẫn là giao điện cùng đao rồi. Bài này thì không khuyến khích đánh chuỗi thua bởi sẽ rất khó cho các bạn có khả năng roll ở 8 ấy. Tốt nhất là chỉ đánh khi mà có chuỗi thắng thôi. Thì từ đấy có cả lượng máu lên 9 roll Ezreal 2 thì các bạn sẽ có top 1. Đội hình tiếp theo thì là Warwick Admin đấu sĩ. Đội hình này có thể khởi đầu với đai, găng hoặc cung. Lúc đầu các bạn đép bằng đấu sĩ tốt nhất là giữ máu, cần thiết thì roll ở 6 ở 7 để cho bài mạnh dần lên. Trong trường hợp không có ấn thì các bạn sẽ đánh 4 admin, ưu tiên những cái admin về cộng máu, cộng sát thương theo thời gian. Ba đồ đam của Warwick thật ra thì nó có thể rất là đa dạng nhá, tức là Warwick của các bạn cũng có thể thay khăn giải thuật bằng đại bác, hoặc thậm chí là một số trường hợp đánh full đam luôn cũng được. Quyền năng rất là ngon, cung xanh, diệt hay là vô cực, lưỡi kiếm tử thần cho Warwick, Runan cũng ngon luôn. Miễn là đồ đam lắp sớm để giữ máu. Các cái đồ tanh còn lại thì quan trọng là giáp lửa bởi meta này quá nhiều hồi phục. Rồi là dây chuột thuộc tội quá ngon cho đấu sĩ, đồ đam còn lại thì các bạn dồn vào LeBlanc. Điều kiện thắng ngoài việc lên 9 thì các bạn có thể lên LeBlanc 3 sao hay là Riven 3 sao, và thậm chí là nếu có đồ vào rắc là rắc 3 sao cũng được. Đội hình thứ 6 là Warwick 8 đấu sĩ. Đây là cái phiên bản giống hệt đội hình kia ấy, trong cái trường hợp là các bạn có ấn đấu sĩ hoặc trái tim đấu sĩ thì nó sẽ là 8 đấu sĩ cực kỳ trâu. Sau khi đủ 8 đấu sĩ đép máu lúc đầu cũng roll ở 6 hoặc 7 thì các bạn lên 8. Có cái khung này nếu được thì có thể roll Riven 3 sao, còn không thì lên 9. Nói với cái đồ ấy thì với cái phiên bản 8 đấu sĩ này thì đại bác cảm giác cực kỳ quan trọng luôn, bởi vì thường thường là 8 đấu sĩ các bạn sẽ toàn con tay ngắn ấy, nên là Warwick có đại bác nó sẽ đỡ bị chen lên chết ngu hoặc là đi ngu ấy. Từ đấy các cái đồ còn lại thì cũng như trường hợp lúc nãy tôi nói, tương tự với cả Riven nhá. Kể cả khởi đầu của đội hình này thì nó cũng giống như cái đội hình trước luôn. Đội hình tiếp theo là Jean Viego ngoại đạo.
Thì khởi đầu đẹp cho đội hình này là Dai, Găng hoặc là Cung. Ngoài việc đánh giữ máu như thông thường lên 7 Ron Viego, Jin và ném đồ cho chúng nó, thì các bạn có thể là bán máu, sau đấy các bạn lên 7 sớm có được một Jin, một Viego đó, để hoàn thành được cái khung là 3 lữ khách hư không rồi là ngoại đạo. Dàn tanh thì ngoài việc là sử dụng Camille, LeBlanc thì vừa có admin vừa có tin tặc, thì các bạn cũng có thể sử dụng thần giáp với cả Leona, Garen, Wukong. Con giáp của lữ khách hư không thì các bạn sẽ để ở ô này nhá, để gần Jin để cho nó kích hoạt thêm một ngoại đạo ấy. Đồ với đội hình này thì nó khá là đa dụng nhá, tức là các bạn thậm chí có thể không cần nỏ xét hay không cần cung xanh luôn, bởi vì có hai nguồn sát thương, một vật một phép ấy, nên các bạn miễn là đồ sát thương cho Jin đấy, vô cực này diệt nữa này, hay là đồ sát thương cho Viego kiểu như quyền năng rồi mũ rồi huyết kiếm, miễn là có thể giữ máu được là tốt. Đồ tanh thì vẫn ưu tiên, quan trọng nhất là cái giáp lửa bởi vì meta quá nhiều hồi phục, và điều kiện thắng của bạn thì vẫn là lên 9 hoặc đôi khi là có 7 ngoại đạo nữa. Cuối cùng là biết Fortune siêu thú, chắc bài này tôi sẽ không nói nhiều nữa, bởi vì cái cách đánh thì đơn giản là giữ máu đánh chuỗi thắng với siêu thú để các bạn tích được stack, sau đấy các bạn carry biết Fortune là chính, tanh và Riven, đôi khi là Riven 3, Ven 3 có phụ đồ. Quan trọng nhất của đội hình này là cái đồ Mid Fortune nó phải đẹp, phải có Sojin thì mới ra được nhiều chiêu, mới gây được sát thương á. Khởi đầu thì có thể là đai, kiếm, nước mắt, gậy đều được. Và đó là 8 cái đội hình tôi cho rằng rất mạnh ở trong những cái ngày đầu của meta mùa mới. Nếu các bạn thích video thì nhớ ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Nói thêm một chút thì các cái bài reroll cũng cực kỳ mạnh. Các bạn vẫn có thể đánh được reroll kiểu Draven, rồi là Sivir, rồi là Ezreal, Vi. Bởi vì cái chủ đề của mùa này là nâng cấp anh hùng, và miễn là nâng cấp anh hùng hợp lý, có nhiều tướng đó thì các bạn vẫn đánh được. Nếu meta có bài gì mới hoặc là có phiên bản B thì tôi sẽ ra thêm danh sách 5 đội hình mạnh nhất trong cái khoảng thời gian tiếp theo nhá. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.